nhập ban đầu khi mà bạn là một người mẫu trẻ và người mẫu mới nó không có nhiều. Nhiều khi nó chỉ là rơi vào phần là đủ trang trải hoặc là nhiều khi còn không bằng. Lên sân khấu, lên set mà em còn không biết điểm nào là điểm sáng nhất nữa mà. Bóc tách được một cái thuật ngữ và bóc tách được một cái keyword rất là tốt, đó là định vị bản thân của mình. Nè, bắt đầu từ ngày mai á, nghỉ việc nha. Còn bên kia nữa, mới vô nghề, bớt cái miệng lại. Và tiến sĩ Đào Lê Hòa An xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Thưa quý vị, trong Một Giờ Hoán Đổi này, hy vọng là chúng ta sẽ cùng đặt chân vào đôi giày của đối phương để hiểu được những khó khăn, những trắc trở, và chúng ta cũng sẽ đồng cảm hơn trước khi đưa lời phán xét hoặc là miệt thị một ai đó. Và tất cả những năng lượng tốt lành này hy vọng rằng sẽ mang đến cho quý vị một ngày thật là bình yên. Thưa quý vị, chương trình được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng ba lô, túi xách, vali cao cấp Sacos. Xin chào Hòa An ạ. Xin chào MC Lê Hoài Trinh. Và rõ ràng là thông qua những cái số mà chúng ta đã làm, chúng ta thấy là có rất nhiều điều thú vị. Rõ ràng là những người đã được hoán đổi đã hiểu hơn về cái góc độ, góc nhìn và những cái đặc điểm của ngành nghề. Và qua đó thì chúng ta thấy là họ cảm thông với nhau nhiều hơn. Trà Trinh vẫn còn nhớ là những tuần trước thì chúng ta đã được hoán đổi ở vị trí bác sĩ nè, hay là hai anh em ruột trong cùng một gia đình hay tị nạn nhau cũng yêu thương nhau hơn. Vậy thì tuần này chúng ta thử bước vào trong làng giải trí đi. Nhằm giải trí, ca sĩ hay là người mẫu hay là MC? Hòa An đoán đúng rồi đó. Một trong những ngành nghề khiến cho các bạn tham gia cảm thấy vô cùng khó chịu là bởi vì bạn hay bị đồn những cái tin không có đúng. Đó là nghề người mẫu. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ minh oan cho nghề người mẫu bằng cách là mình sẽ mời đến đây một bạn người mẫu cũng rất là nổi tiếng, được các bạn yêu mến, có nhiều kinh nghiệm trong nghề và cũng có rất nhiều những cái lời đồn thổi xoay quanh nghề này mà chúng ta cần làm rõ để cho các bạn có thể tự tin hơn khi chúng ta mơ ước trở thành một người mẫu tỏa sáng trên sàn catwalk. Hoàng An nghĩ sao? Rồi, quá tuyệt vời rồi. Dạ, thế thì ngày hôm nay xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một bạn người mẫu vô cùng dễ thương, cá tính và cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong nghề. Xin được giới thiệu top 5 hoa hậu Hoàng Vũ và cũng là quán quân của Việt Nam Next Top Model, người mẫu Hương Ly. Em chào chị Trinh, em chào anh An và chào khán giả của Một Giờ Hoán Đổi. Em là Hương Ly. Dạ, xin chào Hương Ly. Hồi nãy Hương Ly có nghe Hà Trinh giới thiệu sơ sơ về nghề người mẫu không? Dạ, có, em có nghe và em cảm thấy rằng là rất là hào hứng để mà kiểu có thể kể và chia sẻ cho chị cũng như anh và quý vị khán giả hiểu hơn về công việc mà em đang làm. Bởi vì em nghĩ rằng là công việc này là một những công việc có rất là nhiều câu hỏi của những bạn mà đang rất là mong muốn trở thành người mẫu, thắc mắc. Vậy thì ngày hôm nay thì em có mặt đây để có thể cùng chia sẻ và giải đáp những thắc mắc đó cùng với anh với chị. Dạ, thế thì tuyệt quá. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng đến ngay với phần góc nhìn. Cảm ơn quý vị đang cùng đến với phần góc nhìn. Và ở phần này thì Hương Ly và Hòa An cũng như Trinh sẽ chia sẻ những góc nhìn của riêng mình về nghề người mẫu để chúng ta có thể đứng từ nhiều khía cạnh khác nhau mà có cái nhìn tổng thể về một bức tranh toàn diện hơn. Hương Ly ơi, nếu mà thú thật nha, từ góc nhìn của Trinh thì Trinh cảm thấy là rất là ngưỡng mộ nghề người mẫu. Tại vì mình khó có thể nào mà đi uyển chuyển như vậy, một cái chiều cao đáng ngưỡng mộ như vậy. Và các bạn lại luôn xuất hiện những nơi sang chảnh thôi. Nếu mà để chia sẻ về điều này thì em nghĩ nó là một nửa sự thật thôi. Bởi vì đó là công việc của em, chứ nó không phải hoàn toàn là nó bao trọn hết cả cuộc sống của em. Như cái mặt chị thấy đó là cái mặt lúc đó là em đang làm việc và em đang lao động với công việc của mình. Tức là mình sẽ mặc trên người những bộ trang phục của các nhà thiết kế, mình sử dụng những phụ kiện từ các thương hiệu cao cấp. Hoặc là mình xuất hiện những nơi có tràn ngập ánh sáng, tất cả mọi thứ mọi người là hào quang đó. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong một ngày làm việc của em. Thì em nghĩ là nó chỉ là một phần nào đó đúng thôi. Còn cái mặt khác thì vẫn là còn rất là nhiều công việc khác liên quan tới người mẫu.
và tụi em cũng cần phải có luyện tập, cần phải có học hỏi, thì cái phần đó em cũng được gộp vào chung công việc của mình, nên là mỗi khi xuất hiện trước công chúng hay khi mọi người nhìn thấy tụi em trên sàn runway, trên các show thời trang hay trên bất kỳ một sự kiện thời trang nào thì chắc chắn sẽ nhìn thấy cái phần đẹp đẽ trước đó thôi, còn cái phần sau đó thì rất là ít người có thể thấy được, trừ khi là những người đó là họ là người mẫu và những người họ sống trong cái cuộc sống về thời trang thì họ sẽ hiểu rõ hơn. Ngày hôm nay thì không cần phải là người mẫu, không cần phải nằm trong giới thời trang, mà quý vị khán giả ngồi ở nhà nhìn qua màn ảnh nhỏ và lắng nghe câu chuyện của chúng ta và thử đặt mình trong vai trò một giờ hoán đổi, chắc chắn cũng có thể hiểu được phần nào 7 phần của tảng băng chìm, đúng không? Yeah. Thưa quý vị, khi mà Hương Ly nói như vậy cũng đã xác nhận rằng là những gì mà chúng ta xem ở trên mạng có thể chỉ là một nửa sự thật, nhiều khi chỉ là 2/8 của sự thật mà thôi. Vậy thì sự thật của nghề người mẫu là gì và thu nhập như thế nào, các bạn phải luyện tập vất vả ra sao đằng sau của những cánh cửa trung tâm đóng kín và những lời hứa hẹn là các bạn sẽ được sải bước trên những sàn catwalk danh tiếng, trong những cái event Fashion Week rất là nổi tiếng, và bên cạnh đó còn luôn luôn được xuất hiện, được là đại diện của những thương hiệu lớn, đó có phải là đích đến cuối cùng của nghề người mẫu hay không? Dạ đúng, hầu như là tất cả những bạn trẻ mà muốn trở thành người mẫu thì họ đều mong muốn được sải bước trên các sàn diễn thời trang quốc tế, hay là họ mong muốn được trở thành một người mẫu đại diện cho những nhãn hàng khác nhau, hoặc là họ mong muốn được xuất hiện trong rất là nhiều show truyền hình về nghề người mẫu để có thể thể hiện được cá tính bản thân và được lao động và làm việc trong môi trường thời trang. Thì em nghĩ là ngay cả bản thân em cũng vậy, đó là đích đến cuối cùng mà em mong muốn có thể làm được, bởi vì mình có tình yêu nghề và cái đó là công việc của người mẫu. Dạ. Hà Trinh biết không, thật ra là trong cái quá trình mà Hòa An khi mà chia sẻ và lắng nghe các bạn trẻ đó, thì các bạn trẻ hay nhìn vào cái ánh hào quang, cái hào nhoáng của nghề mà ít biết được những cái góc khuất, hoặc là ít biết được những cái sự nỗ lực khó khăn của cái nghề đó. Tự nhiên đây có lẽ cũng xin được hỏi Hương Ly một chút là theo bạn á, thì đối với nghề người mẫu nha, thì cái sự khó khăn lớn nhất và cái nỗ lực mà mình cần phải vượt qua đó chính là gì? Em nghĩ đó là cái sự kiên trì và niềm tin vào nghề có không? Bởi vì chắc chắn luôn á, khi mà các bạn mới bắt đầu nghề người mẫu rất là khó khăn, bởi vì cái tỷ lệ cạnh tranh thứ nhất là nó cao, cái thứ hai là cái thu nhập ban đầu khi mà bạn là một người mẫu trẻ và người mẫu mới nó không có nhiều để có thể giúp bạn có một cuộc sống tốt, mà nó sẽ nhiều khi nó chỉ là rơi vào phần là đủ trang trải, hoặc là nhiều khi còn không bằng nữa. Nên là bạn có đủ kiên trì để rằng tôi phải theo công việc này, mặc dù nó chẳng mang lại cái giá trị về kinh tế cho bạn, nhưng mà bạn vẫn phải cố gắng, bạn kiên trì trong nhiều năm liền để mà mình dần dần mình tốt hơn, mình bứt phá nhiều hơn, thì em nghĩ đó khó. Bởi vì em gặp nhiều trường hợp là các bạn nản lắm, bởi vì các bạn không làm được, bởi vì gánh nặng về cuộc sống, về mọi thứ thì nó vẫn đè lên trên vai các bạn nhiều, nên là các bạn hầu như cảm thấy rằng là rất là lười để có thể trau dồi bản thân và tiếp tục, bởi vì họ nghĩ rằng là cái giá trị mang lại đâu có rồi, tại sao mình phải cố gắng. Còn riêng tiến sĩ Hòa An sẽ đánh giá như thế nào về vấn đề này? Đó là lý do tại sao mà trong cái lĩnh vực nghề nghiệp của mình á, thì Hòa An hay khuyên các bạn trẻ đó là phải tiếp xúc, gặp gỡ những người đã từng làm nghề, để mà mình có được một cái góc nhìn, và hay nói cách khác là mình phải có một cái tầm nhìn xa trông rộng trên 10 km để mà chúng ta biết được đâu là cái ổ gà ổ voi, đâu là những khó khăn thử thách của nghề, để mà mình có thể hình dung ra được và mình sẽ học cách để mà mình đối phó cũng như mình ứng phó với nó. Thì đó là một cái điều mà rất là quan trọng. Và thông qua phần chia sẻ của Hương Ly thì rõ ràng chúng ta thấy là cái chiều sâu đối với lại cái nghề người mẫu không chỉ là ánh hào nhoáng bên ngoài sân khấu, mà là cái sự nỗ lực cố gắng từng ngày từng giờ nâng cấp bản thân của mình để mà chúng ta thích ứng với rất nhiều những cái yêu cầu của công việc đề ra. Thì rõ ràng là đối với cái nghề người mẫu này thì không hề đơn giản một chút nào. Do đó thì chương trình ngày hôm nay chắc chắn là sẽ mang lại rất nhiều những cái góc nhìn sâu hơn về nghề người mẫu, và rất là cảm ơn Hương Ly đã chia sẻ rất là thật lòng. Dạ, cảm ơn Hoài An và Hương Ly. Nói chung thì nghề người mẫu cũng như các nghề khác, họ vẫn là con người mà, nhưng mà họ phải giữ hình thể và cả những tư chất của mình cũng như cá tính của mình thật là mẫu mực, để mà khi mà trình bày sản phẩm hoặc là về thời trang hoặc là về sản phẩm thương mại nghệ thuật thì nó mang đến những cái biểu cảm duy mỹ nhất dành cho người đón nhận nó. Và ngay bây giờ để có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ nhân vật của tuần này.
Xin chào mọi người, em tên là Lê Quỳnh Như Linh, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại công việc của em là truyền thông và quảng cáo. Đối với một người trẻ như em thì em rất muốn thử sức vào ngành nghề, ngành người mẫu ảnh, người mẫu chuyên nghiệp. Tuy nhiên là gia đình của em thì không thích cái ngành nghề này. Vì thứ nhất là họ không thích người con cái của họ mặc những đồ gợi cảm để quảng bá sản phẩm, cũng như là đi sớm về khuya, gây ảnh hưởng đến những người xung quanh, hàng xóm xung quanh. Và cũng một phần nữa là cái ngành nghề này có rất nhiều rào cản, cũng như là có những cái thị phi. Do đó là gia đình em thì lại không thích. Do đó em đến với chương trình Một Giờ Hoán Đổi để mà mình trải nghiệm là một người mẫu chuyên nghiệp, và trải nghiệm những cái khó khăn, những cái thử thách và những cái thuận lợi trong cái ngành nghề này, để sau này tương lai của em sẽ hướng đến nghề người mẫu. Một phần nữa là sẽ giúp cho em có nhiều kinh nghiệm hơn và giúp cho gia đình của em có những cái ánh nhìn thiện cảm hơn, cũng như là thông cảm hơn với cái nghề nghiệp tương lai của em sau này. Và ngay bây giờ, để hiểu rõ thêm về nghề người mẫu cũng như giúp cho Như Linh có thể sải cánh đến với ước mơ của mình, xin mời quý vị sẽ cùng Như Linh đến với thử thách Một Giờ Hoán Đổi. Nhưng trước hết hãy cùng Nhĩ Lao trong ít phút nha. Chào mừng quý vị đang cùng trở lại với thử thách Một Giờ Hoán Đổi. Và ngay bây giờ, trong vòng một thử thách, chúng ta sẽ xem Như Linh có những tố chất nào và bạn ấy có thể thích nghi được với môi trường khắc nghiệt của nghề người mẫu hay không. Xin mời quý vị. Dạ em chào anh. Không biết là em có tới trễ quá không? Ủa Linh. Dạ. Người mẫu mới của công ty hả? Dạ đúng rồi. Trời anh ơi, thương bé dễ sợ. Ngày đầu tiên đi làm mà đi trễ rồi. Dạ biết sao không? Tại vì do em bị kẹt xe á. Ôi em bị kẹt xe hả? Trời ơi, tôi nãy giờ tôi cũng bị kẹt xe nè. Sao tôi tới được mà mấy người tới trễ là sao? Trong bạn có vóc dáng cũng xinh xắn sáng sủa ghê, nhìn giống kiểu làm người mẫu ảnh á. Dạ nhìn rất là tốt, đi đâu cũng có tài xế, có khả năng, tức là gương mặt có cá tính, có thể làm lúc bút được này nữa. Dạ đúng rồi, làm người mẫu chụp ảnh lúc bút. Nhưng mà cái vấn đề là bây giờ em đang nhìn rất rõ là bạn cái vần chiều cao của bạn hạn chế. Dạ. So với công việc người mẫu chuyên nghiệp, nếu thật sự muốn theo đuổi chuyên nghiệp là chiều cao phải tốt. Tức là chiều cao khoảng được khoảng độ bao nhiêu là thông thường là phải 1m72 trở lên thì sẽ trở thành người mẫu chuyên nghiệp được. Còn những người mẫu mà chiều cao thấp hơn 1m72 thì sẽ thường là người mẫu ảnh. Rồi nè, hỏi làm gì? Dạ. Đứng dậy. Anh mẫu mới mà khó khăn mà. Qua đây. Tôi chỉ nè. Đây nè là mấy cái sản phẩm của công ty. Lát nữa người ta vô là người bên khách hàng, người ta sẽ kêu mình chụp sản phẩm này. Nghiên cứu kỹ cái sản phẩm này cho anh nghe chưa? Dạ. Anh cần một cái thần thái bốc lửa, một cái thần thái quyết liệt trong cái câu chuyện này. Cái chuyện mà mình nghiên cứu sản phẩm cũng thường xuyên có đúng không? Mình phải gặp trước, biết được cái đặc thù của sản phẩm. Trước rồi còn quảng cáo, giống như mấy lần nhờ khi mà chị quảng cáo, chị ví dụ chị Trinh á, chị Trinh cũng hay quảng cáo thì mình cũng phải biết trước được về cái đặc tính sản phẩm rồi. Mình nhìn về bao bì mọi thứ để khi mà mình chụp hình hay mình quảng cáo mình biết được góc chụp và mình biết được góc quay. Không ưa mà sao cứ gặp hoài. Chị Linh mới tới. Dạ. Nắng quá trời luôn. Nắng quá chị. Mùa này thành phố Hồ Chí Minh thiệt á, khổ lắm. Thành phố mình nó nắng nôi rồi xe cộ nữa. Đi trễ hả? Đi trễ hả? Sao trễ vậy? Kẹt xe kìa. Chạy hả? Hết chỗ này tới chỗ kia, chỗ nào cũng kẹt hết trơn. Đúng rồi, thành phố mình dạo này về kẹt xe dữ lắm thiệt. Có Linh đúng không? Đúng rồi. Bé Linh nè, con. Thôi. Chị, bữa nay á là mình chụp một cái sản phẩm mới cho bên bên ba lô, túi xách rồi nè, vali rồi nè. Cho nên lát nữa mình kỹ nha. Tại vì bà khách hàng này bà khó tính lắm. Trời, khách hàng nào mà chị không từng gặp qua, cái gì đâu mà em phải dặn. Dạ, chuyện gì là em vui rồi. Chị uống nước không? Uống nước. Ừ, cho chị ly nước đi. Uống nước nè. Nhưng mà nhớ á, nước á là phải lấy nước mà để detox cơ thể đó nha. Cho anh xả gừng. Cho anh xả gừng. Uống nước không? Chị không cần đâu ha. Mà quên nữa chị ơi. Thấy bây giờ mình được uống nước hồi sao mặt bụng mình thấy. Đừng uống nước. Rồi bây giờ làm sao? Bây giờ mình ngồi mình thư giãn đi. Chị ngồi chị thư giãn, chị đợi khách hàng tới đi để em nói chuyện với bé này mới. Dạ. Bây giờ luyện tập đi em, qua kêu giới thiệu ngồi tập tành với cái sản phẩm đi. Đó rồi cầm coi xe soi xét nghe chưa?
Dạ. Em ơi, làm người mẫu khó lắm hả? Mà sao tự nhiên á, khách hàng chọn, đã chọn chị rồi, sao mà còn chọn thêm nhỏ nó tới đây chi nó vậy? Một mình chị tên Linh không được, sao thêm nhỏ nó tên Linh nữa, thế là không ưa chút nào chứ. Thôi vuốt giận mà thôi, xin lỗi được chưa? Tại vì khách hàng á, người ta muốn có cái backup. Nhưng mà chị yên tâm đi, 99.99% là người ta chọn chị rồi. Trời, đương nhiên. Vừa nổi tiếng nè, trời ơi, vừa đẹp người nè, đẹp nết mà hay cái là chị chuyên nghiệp nữa. Tháng này chị lên lương. Rồi làm cái gì vậy em? Em có hiểu nghiên cứu sản phẩm không? Em bước ra ngoài này nè. Lên sân khấu, lên set mà em còn không biết điểm nào là điểm sáng nhất nữa mà. Nè, anh nhắc một lần cho em nhớ, cái nghề này nó rất là khó. Em phải tìm hiểu, em có đam mê thì em phải tìm tòi về nó. Em đi cắt quốc được không? Dạ được ạ. Đi cắt quốc thử anh coi. Cho em xí nhạc được không? Hay không? Thấy cũng quen thuộc mà. Những hình tượng stylist, nhà thiết kế. Đúng rồi. Hay là quản lý, trợ lý thì cũng khá là giống như Thanh Hoàng như vậy. Nên là nhiều khi các bạn thấy vậy, các bạn nản, các bạn ít khi thực sự thích lắm. Tại không có mấy ai chịu được cái kiểu cảm giác mà nó hơi tự ái vậy á. Không tôn trọng ha. Dạ đúng rồi. Nhưng mà đây là cái đặc tính của nghề mình sẽ có. Nên là mình phải biết mà mình chấp nhận nó. Và mình nhìn thấy nó, coi câu chuyện nó cũng dễ dàng đi. Thấy chưa? Làm thử anh coi. Dạ. Đúng rồi, đẹp quá, đẹp quá. Ừ. Đẹp nhưng mà đẹp, đi như đi chợ với mà đẹp. Đi chợ. Đi như đi chợ, cắm này nè. Cắm này vô, đạo cụ vô. Đúng rồi, thần thái quá. Hay quá. Vô trong set em, vô trong set. Đúng rồi, vô trong set đứng lên. Hay quá bé ơi. Mới vô mà giỏi quá. Đúng rồi. Cái hành động vừa rồi là bạn nó làm cũng đúng. Cái bạn stylist như này chẳng hạn, thì em nghĩ là thay vì mình đứng mình nhiều chuyện hoặc là mình quá để tâm vào câu chuyện người khác, thì mình lại và mình tập luyện, mình tự thực hành với cái sản phẩm đó thì nó vậy là nó dễ hơn. Có nghĩa là mình phải tập trung vào nhiệm vụ đã được giao trước. À, còn những chuyện còn lại thì mình bớt quan tâm lại thì mình cảm thấy mình dễ chịu hơn. Làm người mẫu, yếu tố cần thiết nhất là cái gì? Dạ, thần thái. Đúng rồi, thần thái phải sang trọng lên, hiểu không? Mới vô nghề đúng không? Tại sao em vô nghề này? Tại vì do em rất là thích làm người mẫu anh. Đam mê chứ gì, trời ơi, đam mê nhiều lắm, anh gặp nhiều vô kể. Nhưng mà vô nghề này đam mê không chưa đủ. Dạ. Cố gắng lên nha. Dạ, em cảm ơn anh. Em la nó vậy được chưa chị? Trời ơi. Chị ơi, vô chị. Trời ơi. Ủa? Trời ơi. Thôi nói thiệt á. Dạ, em chào chị. Dạ, em chào chị. Không có xe hơi của chị lại ướt hết người luôn rồi đó. Ủa, ở ngoài đang mưa lớn lắm hả? Mưa lớn luôn á. Dạ chị, em mời chị. Đợi xíu nha, tôi đang bàn công việc cá nhân với lại chị khách hàng cái. Dạ chị, chị thấy cái concept photo nãy trên xe hơi mà đẹp đẹp của chị á, thơm thơm á, chị thấy em bàn với chị vậy được không? Chị thấy thì cái concept đó nó đẹp, nó trang nhã. Trời ơi, thiệt luôn á. Chị đúng là một cái người có tầm nhìn xa trông rộng á. Em nói thiệt, kiểu chị là không phải là mắt thường đâu. Mà là chị phải ba mắt mới đúng. Cái gì? Ý em là chị giống như là kiểu tụi em nè, người trần mắt thường thôi. Chị là mắt thần. Bé này. Dạ đâu có gì đâu, thôi em chào chị. Chào em. Em là quản lý của mấy bạn người mẫu á. Dạ, ngày hôm nay thì em có dẫn hai người mẫu giống như lời yêu cầu của chị, đều tên Linh hết, nhưng mà một người á thì nổi tiếng, còn một người á thì ít nổi tiếng hơn. Nếu như mà người mới thật sự xuất sắc á thì lúc nào cơ hội cũng vẫn dành cho họ rất nhiều. Trên lại thấy các nhãn hàng khá là ưu ái cho người mới rồi. Nếu như mà cả hai đều chuyên nghiệp nhưng mà những gương mặt mới đỡ nhàm chán hơn, kiểu là nhìn nó có cái sự tươi mới và thực sự là kiểu, nên là em nói là cứ tập trung vào công việc mình làm thôi, cơ hội lúc nào cũng luôn có, chứ không phải là 100% là dành cho người chuyên nghiệp. Chị mà cũng phải chụp test nữa hả? Không phải, ý là kiểu cho chị qua thấy, hiểu không? Em nói chị nhiều lắm, ý là chị là chuyên nghiệp lắm rồi, chị không cần, nhưng mà kiểu chị
qua cũng nói thích chị lắm á nha. Để xíu em nói chuyện với chị qua. Dạ chị ơi, thôi bây giờ em chụp chị nha. Sao chụp chị, hôm nay chụp mẫu của chị mà. Thì đúng là hôm nay chụp mẫu, nhưng mà tại vì cái tính của em á là kiểu em thấy cái gì đẹp á là em chụp à. Không chụp á khó chịu trong người lắm. Chị biết chị đẹp. Không, em không có ý khen chị đâu. Nhưng mà tại vì kiểu như là cái gì đẹp hay là ai đẹp á là em phải chụp cho bằng được, không thôi là kiểu lương thầm em nó ra rất là sao á. Ủa chị Hằng, chị Đa Têu. Ủa nếu mà chụp người đẹp tại sao không chụp em? Em coi lại bản thân mình đi nha. Rồi, chị nhắn thư ký Kim tặng cho em 30 mẫu túi sách mới nhất rồi đó. Dạ, chị cũng đừng khách sáo vậy. Mấy mẫu mới mới nha. Cái sản phẩm mình lắm. Cái sản phẩm này là xài là chất lượng lắm luôn á. Rồi nè, hôm nay ráng quay những cái shop win mà đẹp nhất cho chị để chị làm TVC nha. À, chị Hằng ơi, chị Hoa ơi, bây giờ cho hai người mẫu em giới thiệu về bản thân mình nha. Được rồi, tại vì em định nói với chị là chị Linh đây á là một người mẫu chuyên nghiệp rồi. Nói chung là mọi thứ đều ổn đó, cho nên em nghĩ là chị Linh là quá chuyên nghiệp, không cần phải đi ra chụp thử đâu. Em nghĩ là con bé này là bé mẫu mới, có thể là thiếu nhiều kinh nghiệm lắm, cho nên là cho nó ra chụp thử còn sao ha. Chị tin em. Dạ chị nói sao em nghe vậy. Dạ mời chị qua đây ngồi nghỉ ngơi ạ. Còn em nữa, nãy chị nói đùa thôi, vài bữa nữa rồi tôi chụp cho con bộ hình nha. Đi bỏ đi. Ủa tôi hả? Không, qua bển chụp cho mẫu. Tôi nói bữa nào chứ không phải bữa nay. Rồi bây giờ em lấy sản phẩm đi, em làm sao mà, có nghĩa là em hiểu cái ý đồ không, có nghĩa là phải làm sao cho người ta nhìn vô cái sản phẩm mình một cách thật là thanh tao nhã nhặn, mà phải làm sao cho người ta thấy là lứa tuổi nào cũng xài được những sản phẩm này. Dạ, hiểu không? Dạ. Rồi bây giờ mình bắt đầu nha. Toilet vàng hả? Em nói là không phải toilet đâu. Thơm led mà chị lộn. Dạ. Thơm led. Thơm led mà chị lộn toilet vàng. Ok ok sorry. Thơm led vàng. Thơm led vàng. Cho chị nhạc để cho mẫu có hứng hơn ha. Nhanh nhạc. Ok. Dạ. Rồi. Music. Chuẩn bị nha. Rồi tiếp tục nè. Đổi. Đẹp quá. Ok được, đúng đẹp rồi. Quá. Ê trời ơi em ơi, cầm cái mẫu lốt lên. Trời ơi chen. Thanh nhã luôn. Nên là nhiều khi chị thấy không, ví dụ như các bạn này, cái bạn mà đang hướng dẫn á, giọng nói hơi khó nghe, ăn nói nhiều khi là không phải là dễ lọt lòng, lọt tai những cái bạn mới, nhưng mà thực sự họ đang dạy mình mà, rõ ràng họ đang dạy mình. Thường là đàn chị cũng hơi khắc khe đúng không? Ly, mỗi lần em làm casting em có khắc khe như vậy không? Cũng có chứ chị, cũng có. Có chứ không phải là không có, nhưng mà không phải là kiểu xấu tính như vậy, mà tùy từng trường hợp. À, nghĩa là mình phải phân biệt khắc khe và xấu tính. Đúng rồi, khắc khe và xấu tính nó khác nhau. Bởi vì khắc khe thì nhiều khi mình đưa cái thử thách khó cho các bạn này, các bạn có thể biết được là mình còn làm được nhiều hơn vậy nữa. Còn xấu tính là kiểu thật sự là không có công nhận bất kỳ một điều gì từ cái bạn đó. Tức là muốn diêm người ta thôi là xấu tính. Dạ, còn muốn thử thách để người ta tốt hơn thì là khắc khe. Dạ. Nhìn người ta cầm nè. Quý phái không? Trời ơi, ai mà đi cầm mà dính dảnh vậy? Em đề nghị gì được không? Tại vì á, mà chị cần một người đại diện nhãn hàng cho mình á. Thì thật ra là em đi chung với chị Linh này cũng lâu năm rồi. Chị là một người đại diện có tiếng rồi. Thì cái tiếng nói của chị á, nó cũng dễ thương nữa. Nhưng mà bé mới, em công ty cũng giao trách nhiệm cho em là đào tạo bé mới này cho nó có kinh nghiệm hơn. Dạ, em nghĩ là cho quay thử TVC đi chị. Tại vì đúng em rồi. Nghĩ là đại diện gương mặt cô nhãn hàng mình thì quay TVC nó sẽ hợp lý hơn. Rồi thôi. Ok. Vậy bây giờ quay xong rồi mình con lượt luôn ha. Dạ. Rồi vô nhanh anh đi. Mất thời gian của chị Hoa quá nè, cái thằng toilet vàng. Thơm led. Ok. Rồi vô. Nè. Cái gì vậy? Yếu ớt vậy em? Anh cho em một cơ hội duy nhất rồi đó nha. Hồi nãy tôi thấy đi tôi thương đó. Dạ. Ráng vô làm sao coi chừng được thì làm. Dạ. Cái nghề này nó khó lắm. Tôi á là tôi thấy tôi cũng thương đó, nhưng mà ai nổi tiếng hơn tôi phải theo. Thôi lẹ đi. Em chuyên nghiệp lên xíu đi. Ở trong tình huống này thì Như Linh cũng ít đất diễn. Tại vì thật sự các bạn diễn viên cũng rất là chuyên nghiệp rồi. Và nếu như đặt vào trong cái tình huống tương tự, chị thấy cũng rất là thực tế. Người mới á không có thể cất lên tiếng nói luôn. Vì bất cứ một cái hành động nào của mình cũng sẽ bị người ta nói là làm quá, gà mới mà cố tình lấn át người cũ. Nhưng mà trong tình huống này thì bạn hoàn toàn có thể thay đổi được bằng việc là bạn tự tin vào cái vóc dáng cơ thể mình. Tức là em đang thấy bạn rất là khép nép như vậy. Bạn đứng bạn khép nép một góc mà em cảm giác bạn rất là lu mờ. Nhưng mà khi bạn tự tin, bạn mở vai ra, bạn đứng
thẳng lưng như kiểu là mình sẵn sàng ready với tất cả những cái giống thế này không? Đó, bắt đầu tự tin đó, tự bạn là, nhưng mà có một cái bạn là em thấy là bạn chưa thực sự thoát mình ra, là bạn rất là gục cái cổ hay là cái vai á, người lúc nào kiểu nó co cái người lại. Mà khi làm người mẫu, ví dụ như tụi em nè, làm người mẫu là lúc nào cũng phải mở vai đứng thẳng lưng thì nhìn mình nó tự tin, còn mà mình cứ đứng như vậy từ đầu buổi em để bạn cứ đứng như vậy thì cùng nó khác con người lắm. Mình mở lưng thẳng vai ra thì nhìn kiểu mình lúc nào cũng ready, bởi vì có những buổi casting hoặc là rất là nhiều show thời trang thì tụi em chưa làm gì hết, không làm gì hết, tụi em chỉ cần đứng trong một chục cô như vậy thì mình vẫn phải có cái vóc dáng, cái thần thái riêng của mình bằng việc đơn giản vậy thôi. Bạn thẳng lưng, bạn tự tin, bạn mở vai và bạn nhìn thẳng, mặt bạn tươi tắn, vậy là đủ thì nhìn khác. Nhưng mà Như Linh lại là kiểu rất là rụt rè. Hoặc là do tóc của Như Linh lúc mà đến casting á là đã che mất cái vai nên tạo cảm giác chỗ này nó sẽ bị tối, nhìn người nó rất là tối. Chị thấy cũng có tiềm năng. Vậy nha. Chị sẽ có kết quả sau, thông báo với tụi em sau. Dạ. Chị có việc đi trước nha. Dạ, cảm ơn em. Cho em đi ké xe về luôn nha. Lỡ đưa đi rồi phải đưa về chứ. Làm người ai làm thế. Rồi. Chị đúng là rộng lượng. Đây em mở cửa cho chị. Dạ. Em mời chị. Dạ. Giờ chị đi nha. Dạ. Nè, bắt đầu từ ngày mai á, nghỉ việc nha. Hồi nãy giờ hình như thấy đứng về bên phim nó hơi nhiều rồi đó. Còn bên kia nữa, mới vô nghề, bớt cái miệng lại. Ủa, chị mới nói gì em nghe không rõ. Tôi nói bắt đầu từ ngày mai nghỉ việc. Vậy là ngày mai chị nghỉ việc hả? Em không biết. Trời ơi, chị nghỉ việc sao chị không nói với em để em báo lên sếp? Ồ, tức là bây giờ chị làm xong rồi thời gian lâu quá, cái chị chán công việc này đúng không? Chị muốn nghỉ được rồi. Em nghĩ là Bé Linh nó mới vô, hồi nãy giờ em thấy nó cũng được, nó đi đứng, em nghĩ là em có thể đào tạo nó được á. Còn chị, em thấy lâu quá rồi cái chị không có cái sản phẩm mới, chị không tân trang chị đúng không? Em nghĩ là cái tính sân si của mình hơi cao, để em phục vụ chị không nổi. Thôi, em phục thôi, thấy người ta không? Bé nó mới mà nó còn hiểu chuyện, chị hiểu không? Trong nghề này nó khó khăn vất vả lắm rồi, làm người mẫu đâu phải dễ đâu, tại sao phải chèn ép nhau dữ vậy chị? Hay quá, nói hay quá. Thôi chị giỏi lắm. Để coi đi được tới đâu. Bước vô cho công ty này á, có đứng được giống như tôi tới ngày hôm nay không? Dĩ nhiên là phải đi được rồi chị. Bạn đồng hành đường xa đưa ta đi mọi lúc. Anh trai lâu lắm rồi mà không có cơ hội đó. Em, dạ. Người mẫu mới thì phải biết điều, lên công ty làm việc là nó phải chỉnh chu. Anh muốn một người mẫu thật sự là một người mẫu chuyên nghiệp, chứ không phải kiểu chảnh chẹ vậy, anh không có thích nha chưa? Dạ, em biết rồi. Em sẽ cố gắng hơn. Cảm ơn anh ngày hôm nay đã giúp đỡ em để mà có một cái hợp đồng. Cũng mong là em sẽ học rất là nhanh và cố gắng có nhiều kinh nghiệm hơn. Trời ơi, anh là xưa cũng mê người mẫu chết luôn nè. Mà tại vì không có được cái dáng đẹp với người ta, cho nên là mình phải chuyển qua làm thầy dạy như catwalk. Cho nên anh mê lắm. Đứa nào mà có đam mê là anh hướng dẫn liền. Thấy cái nghề người mẫu này khó không? Dạ thấy ạ. Trời ơi, nó khó gần chết luôn đó. Biết bao nhiêu cô người mẫu bước vô đây trước con bé Linh đó rồi đó. Nó triệt hết. Có em thôi đó, thấy em có tài năng nên anh chống đối mà cố gắng lắm đó. Dạ. Về sẽ thuyết phục sếp. Nè, nghe hỏi. Dạ. Tôi là tôi giúp hết sức rồi đó. Dạ. Mấy người có cố gắng để sau này trở thành một người mẫu chuyên nghiệp có tâm không? Dạ, em sẽ cố gắng ạ. Dạ, và đó chính là tình huống của Như Linh phải thử thách mình trong một giờ hoán đổi. Còn bây giờ chúng ta sẽ trực tiếp gặp Như Linh luôn để xem thật sự lúc đó là tại sao bạn lại rụt rè như vậy, và bạn còn có những vấn đề gì thắc mắc mà cần hỏi Hương Ly trực tiếp hay không. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình mang tên Hành Trình Kết Nối. Nhưng trước hết xin mời quý vị dành ít phút cho quảng cáo. Giới thiệu trên sân khấu của một giờ hoán đổi, đó là khách mời Như Linh. Chào Như Linh, xin mời ạ. Dạ. Bây giờ thì Như Linh đã bớt hồi hộp chưa?
À, dạ, xin chào chị Trinh, xin chào anh và xin chào chị Hương Ly và xin chào quý vị khán giả của chương trình Một Giờ Hoán Đổi. À, em rất là hồi hộp luôn á chị. Để chị nói cho em thêm hồi hộp nha. Chị Hương Ly nãy giờ là soi em lắm đó. Giống như là ban giám khảo đó, nhìn cô thí sinh mới á, rất là khó tính và khắt khe. Em nghĩ sao? Dạ, em biết mà, tại vì em cũng là một người mới, vì em cũng muốn mình là người mẫu chuyên nghiệp, và chị Ly cũng là một người rất nhiều kinh nghiệm dày dặn, thì khi mà chị đã có nhiều kinh nghiệm như vậy thì chắc chắn là chị sẽ có những cái soi xét của một người mới, và em cũng rất là mong muốn là qua chương trình này em cũng học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ chị Ly. Dạ, cảm ơn Như Linh cho chị hỏi trước khi mình bước vào cái cảm xúc của em khi mà tham gia vào tình huống á. Dạ. Thì em muốn đi bao xa trong nghề người mẫu? Dạ thì trong suy nghĩ của em á, cũng như là trong cái định hướng của em, thì em cũng muốn rằng là nếu mà mình còn có cái đam mê, còn có cái nhiệt huyết, thì mình sẽ cố gắng. Cố gắng đến chừng nào mà mình cảm thấy rằng là mình không thể làm nữa, hay là có những cái trường hợp bất đắc dĩ gì đó mình không thể làm nữa, thì mình sẽ dừng lại. Sao ta? tự nhiên lâu lâu thi thoảng em kiểu cũng hơi ngại để mà chia sẻ cho các bạn nhiều về nghề, bởi vì em thấy là kiểu khi mà nói chuyện với Như Linh á, thì cảm giác là bạn cũng rất là máu lửa. Nhưng mà em lại nhìn thấy có một cái điều gì đó ở Như Linh khi mà chưa thực sự xác định được rõ về nghề người mẫu. Là Linh hiểu thế nào về nghề người mẫu và công việc của nghề người mẫu là gì? Ý là nói thẳng thật luôn nha, không có sách giáo khoa và hàng lâm nha. Ví dụ như chị nghĩ nghề người mẫu là cái nghề mà kiểu là như một cô công nhân vậy đó, nhưng mà công việc là quảng cáo sản phẩm nè, là công việc mặc đồ và đi trên đường runway nè, là một công việc với rất là nhiều vất vả, bởi vì việc là phải đi trên giày cao gót nhiều, nổi cái vụ đó là thấy là mệt rồi. Dạ. Đó, mình phải nhìn thẳng thắn vào vấn đề là em cảm thấy nghề người mẫu như thế nào và công việc nghề người mẫu là gì? Dạ, đối với em hiểu thì nghề người mẫu là những người trình diễn động trên sân khấu và trình diễn những cái bộ ảnh tĩnh trong cái nghệ thuật hoặc là thương mại. Vậy thì những điều mà Như Linh vừa chia sẻ đó là những điều mà các bạn trẻ đã tự rút kết và tự cảm nhận sau khi xem những cái chương trình về thực tế nè. Một số điều khá đơn giản nhưng Trinh nghĩ là vẫn chưa phải là bức tranh cần thiết về nghề người mẫu, bởi vì không thấy một cái khó khăn thật sự nào mà được kể ra, ngoại trừ những cái cảm nhận đồng cảm, đúng không Như Linh? Dạ đúng rồi. Hôm nay chúng ta sẽ có phần giải đáp trực tiếp từ cả Hương Ly và cả Hòa An về tâm lý cho em nghe nhé. Dạ. Em muốn nghe anh An, chắc anh An cảm nhận sao về một cái suy nghĩ của bạn khi mà bạn nói về nghề người mẫu, và đặc biệt là nãy giờ anh cũng nghe em chia sẻ, thì anh có cảm giác cái sự khác biệt nào không? Không, thật ra có nhiều sự khác biệt chứ, vì rõ ràng là để mà chúng ta theo nghề á, thì lúc nãy Hương Ly có một chia sẻ một cái yếu tố mà anh nghĩ là rất là tuyệt vời, đó chính là cái sự kiên trì đối với nghề, và mình biết được là mình sẽ đi bao xa và mình đi tới cái giai đoạn nào, và mỗi cái giai đoạn đó thì sẽ đặt ra cho mình những cái thử thách hoặc là đặt ra cho mình những cái yêu cầu gì để mình có thể đạt được. Như vậy chúng ta mới có thể là tiến xa hơn được với cái nghề người mẫu. Chứ mà chúng ta chỉ nhìn một cái ánh hào nhoáng thôi, hoặc là chỉ vì đam mê, hoặc là chúng ta thấy là chúng được xuất hiện trên sân khấu với những cái bộ trang phục đẹp, thì như vậy nó chỉ là một cái gì đó rất là ngắn hạn thôi. Nhân đây thì anh cũng muốn hỏi Như Linh một chút xíu á, là khi mà em đăng ký với chương trình này Một Giờ Hoán Đổi, em lựa chọn cái lĩnh vực nghề nghiệp là người mẫu, chắc có lẽ là em cũng đã rất là yêu thích về lĩnh vực ngành nghề này rồi đúng không? Nhưng mà anh cũng muốn hỏi thêm một chút là vậy thì để em có thể theo đuổi với lĩnh vực ngành nghề này đó, thì không biết là em có những cái khó khăn hay có những cái thử thách gì không? Dạ cảm ơn anh. Thì khó khăn của em đầu tiên vẫn là gia đình, vì gia đình em thì không thích con cái đi theo nghề, nói chung là không liên quan đến showbiz. Làm cái công việc nào mà đừng liên quan đến showbiz. Đến nỗi hồi xưa em đi tham gia hoạt động văn nghệ của trường thôi cũng đã không cho rồi. Nên là khi em tham gia thì em cũng lén. Có những cái buổi văn nghệ mà đi mặc diễn trong trường, văn nghệ 20 tháng 10 diễn trong trường thì cũng lén thôi chứ không có cho gia đình biết. Và đến bây giờ thì gia đình em cũng chưa biết được rằng là em đang muốn ngấp nghé làm người mẫu. Dạ, cái câu chuyện này quen lắm, em cũng vậy thôi. Em đấu luôn đi nghe. Bây giờ lên hình là mày biết. Cái câu chuyện này là hồi xưa khi mà em cũng thích nghề người mẫu, nhưng mà nhà em là nhà thuần nông. Thuần nông chính hiệu mà sống ở vùng quê, mà mọi người hiểu là họ đâu có bao giờ mong muốn là con cái mình có một công việc mà nó liên quan tới nghệ thuật hay gì đâu. Bởi vì họ không tin, họ chỉ mong muốn là một công việc bình thường, công việc văn phòng hay mọi thứ có một cái sự gì đó nó cố định và an toàn. Thì em cũng y chang vậy đó.
em chỉ nhắc tới thôi là gia đình là đã cấm cản và cảm thấy rất là khó chịu và la mắng rất là nhiều và kiểu để chấn chỉnh lại tư tưởng của mình đó. Nhưng mà vấn đề thì mình phải vẫn phải giữ được kiên định. Và hồi đó em đăng ký đi thi và em làm đến khi em thành công đó, em nói rằng là mẹ ơi con vô được nhà chung rồi, thì lúc đó họ mới tin mình và họ mới đồng ý cho mình. Chứ khi mà mình chưa làm được gì và mình nói sớm quá thì thực sự thì hầu như là không ai ủng hộ hết, bởi vì họ lo cho mình thôi, họ nghĩ rằng là rất là khó. Nhưng mà đến khi mà em phải cố gắng cho âm thầm rồi em làm, cái thành công cái mang lại á thì mới là cái thứ để cho ba mẹ em tin tưởng hơn là cái lời nói, chị nghĩ vậy. Nhiều khi mình rất là muốn, mình rất là muốn mình bứt phá ra cái rào cản của mình, nhưng mà thật ra thực tế nó phũ phàng lắm luôn. Đến khi nào mà cái chương trình nó có những cái không có giới hạn, chương trình không giới hạn về chiều cao, không giới hạn về độ tuổi vân vân thì mình có thể tham gia được. Chứ còn mà khi mà bắt buộc chiều cao phải trên 1m7 hoặc là 1m65 trở lên thì em chắc chắn là em không thể nào lọt vào vòng trong được. Cho dù mình có cá tính cỡ nào, mình thể hiện tốt ra sao đi chăng nữa thì chiều cao vẫn là một cái hạn hẹp mà em không có. Đã. Đi nghĩ sao về sự phủ phàng này? Em nghĩ nó đúng mà, nó thực tế mà. Khi mà bạn nhận ra được cái mặt đó để bạn cảm giác rằng là mình biết đâu là cái thứ vừa tầm với mình thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà cũng không đồng nghĩa việc là không có cơ hội cho em, bởi vì còn rất là nhiều cái môi trường khác cần, ví dụ như người mẫu ảnh, người mẫu lookbook hoặc người mẫu TVC nè. Những cái người mẫu về cái mặt đó thì họ lại cần về cái khuôn mặt của em chẳng hạn, về làn da, về vóc dáng của em nhìn nó vừa đủ thôi là được rồi. Còn nếu như thực sự muốn theo người mẫu chuyên nghiệp thì nó phải có một cái chuẩn cơ bản là mình rồi. Phải cao trên 1m7 chẳng hạn. Thì nó là như là cái luật bất thành văn rồi, mình không thể nào thay đổi được, trừ khi em phải rất là xuất sắc. Nên là thành ra là nếu như em thực sự kiên trì và nghiêm túc á, nó khó hơn bản thân chị bây giờ gấp 10 lần nữa. Dạ đúng rồi. Bởi vì cái môi trường đó nó quá là nhỏ và quá là ít đi, cái cơ hội rất là ít, nên thành ra là kiểu chị nghe xong thì chị biết là em đủ tỉnh táo để em hiểu được đâu là thứ thế mạnh dành cho mình là được rồi. Còn anh An với chị Trinh sao? Nhưng mà trước khi anh An nói thì chị nghĩ là Hương Ly hoàn toàn chính xác. Có thể với niềm đam mê của em và những sự kiên định của em có thể vượt qua được những cái lời xì xào bàn tán về việc mình hay đi sớm về tối, mặc đồ hơi gợi cảm một chút xíu, hay là lúc thì mình xuất hiện ở chương trình này, lúc mình xuất hiện ở chương trình kia, không nhận cát xê, người ta nói mình nghề nghiệp không ổn định. Có thể đó là những cái lời xì xào mình có thể chịu đựng được. Nhưng mà về lâu về dài mình càng cảm thấy là ủa sao tất cả những cố gắng của mình nó càng ngày càng xa cái đích đến của mình là một người mẫu chuyên nghiệp. Và mình bây giờ nhìn lại 40 tuổi rồi, 45 tuổi rồi vẫn chưa có cái gì trong cái nghề hết. Thì lúc đó em lại quay lại trách là tại lúc đó tại sao chị Hương Ly lại ủng hộ em đi trên cái con đường này thì không ai cản kịp, đúng không? Nên là tiến sĩ Hòa An cũng sẽ chia sẻ thêm cho các bạn trẻ, mình không có ủng hộ hoàn toàn, cũng không có cấm đoán, mà mình sẽ trao cái quyền lại cho các bạn lựa chọn dựa trên khả năng, năng lực và cái lộ trình đường dài của mình xem đi được tới đâu. Chính xác đó, khi mà MC Lê Hòa Trinh có chia sẻ như vậy đấy, thì bóc tách được một cái thuật ngữ và bóc tách được cái keyword rất là tốt, đó là định vị bản thân của mình. Và tham gia bất kỳ một lĩnh vực nghề nghiệp nào nó cũng có những cái tiêu chuẩn cứng và những tiêu chuẩn mềm. Vậy thì mình phải định lượng những cái tiêu chuẩn mà mình đạt được để mình hình dung được là mình sẽ tiến xa được bao lâu và bao xa đối với cái nghề này. Và hoàn toàn rằng là em đã lên hình lúc nãy thì anh thấy và cả chị Hà Trinh cũng như chị Hương Ly thấy là em cái gương mặt của em lên hình rất là sáng, đúng không? Đó thì mình hoàn toàn có thể tận dụng những cái ưu thế của mình, rồi sau đó em có thể phát triển thêm ở một số những kỹ năng khác. Ví dụ như em đăng ký một cái lớp học MC ở chị Liên Hoài Trinh, đi theo chị Liên Hoài Trinh, đúng không? Thì mình sẽ phát triển thêm được cái kỹ năng ăn nói. Vậy thì hoàn toàn mình có thể phát triển thêm được những cái cơ hội đối với lĩnh vực nghề nghiệp của mình. Bên cạnh là nghề người mẫu thì mình vẫn có thể xuất hiện ở một số những cái chương trình nó vừa cần yếu tố về ngoại hình và một số những cái yếu tố về kỹ năng khác, thì hoàn toàn em có thể tiến xa hơn đối với lĩnh vực nghề nghiệp này. Sau khi mà Như Linh nghe các anh chị nói như vậy, em có thấy bị nản chí không? Nói chung là đây là những cái kiến thức mà những cái kinh nghiệm mà người lớn đã truyền lại cho em, thì tất nhiên là bản thân em á, em đã bước qua cái sự nản rồi, tại vì nản cũng khá là nhiều. Tại vì không chỉ là những cái khó khăn em chia sẻ mà còn cả bạn bè nữa, họ kêu chứ trời ơi như vậy mà sao mà đi làm người mẫu nữa, hay nhìn lại thực tế đi, trời này. Nói chung là họ cũng xỉ vả em dữ dội lắm á, chứ không phải là kiểu họ sẽ ở lên nơi cố lên, họ cũng rất là thực tế. Đôi khi chị nghĩ lại nếu mà 20 năm trước mà có ai đó nói
Trinh ơi, cố lên làm người mẫu được đó Trinh. Mặt mày rất là thích hợp làm người mẫu luôn á. Giờ chắc là chị giận lắm á. Tại vì lại không đi tới đâu hết. Hồi học đại học nhìn đâu ai nghĩ. Trời ơi, vừa đen rồi lại còn vừa cao nữa. Xong kiểu mặt này làm sao mà làm người mẫu, làm sao mà làm hoa hậu. Cuối cùng bây giờ sao làm người mẫu còn đi thi hoa hậu được mấy chứ. Cũng có những người nói chị không thể làm MC. Đó, nên rất là nhiều cái người. Đó là nó là động lực cho em phát triển. Em vẫn còn niềm tin vào công việc của mình. Nhưng mà không có đồng nghĩa là em hoàn toàn theo nhóm. Khi mà em phân tích được cái việc rằng là em biết cái thứ nào phù hợp với mình thì mình có thể cân đo đong đếm thêm một cái số lĩnh vực khác để mình phát triển hơn. Chứ đừng chăm chăm theo nó hoài nếu thực sự em chưa đủ đáp ứng đầy đủ toàn bộ về cái phần điều kiện cứng mềm như anh nói á, thì mình đừng có dại dột như vậy. Chị khuyên thật. Chị thích nghề này, yêu nghề này và chị cảm giác mong muốn là có nhiều bạn trẻ theo đuổi, nhưng mà rõ ràng nó còn nhiều mặt trái lắm. Và cuộc sống chúng ta chỉ có một thôi, nên là lựa chọn đi cho đúng. Sự hiện diện của chị Hương Ly ngày hôm nay để cho em thấy rằng là khi chúng ta tới cái đỉnh cao của nghề, là một quán quân của một cuộc thi mà em khao khát, trở thành một trong những thí sinh tiềm năng nhất của một cuộc thi hoa hậu lớn và sắc đẹp. Và sau đó chị Hương Ly phải liên tục đặt ra câu hỏi là rồi sao nữa? Đúng, rồi tôi phải làm gì nữa? Vậy thì em phải biết rằng là nếu em được như chị Hương Ly thì em lại tiếp tục phải trăn trở hàng đêm là rồi làm gì nữa để mà tiến xa hơn. Và tiến sĩ Hòa An đã cho em một cái lời giải đáp là hãy định vị bản thân. Liệu em có muốn đi xa hơn hay không? Có muốn tiếp tục chịu những áp lực tương tự như những áp lực của chị Hương Ly hay hành trình học tập của tiến sĩ Hòa An hay không? Hoặc là em có thể suy nghĩ lại là à, ngành nghề này, cái mà em đam mê không phải là được trở thành một quán quân của một chương trình người mẫu chuyên nghiệp, mà được thể hiện những kỹ năng mềm của riêng mình, trở thành một người nổi tiếng nè, trở thành một người có khả năng giao tiếp tốt với lĩnh vực nghệ thuật nè, được tắm mình trong dòng suối của nghệ thuật nè, thì em vẫn có thể trở thành một người gây ảnh hưởng, người ta gọi là influencer. Vẫn có thể sử dụng gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn của mình, làn da của mình để mà mình tạo ảnh hưởng với các thương hiệu dưỡng da. Hay là đôi tay xinh đẹp của mình để làm những cái sản phẩm liên quan đến phụ kiện. Hoặc là dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn để quảng cáo cho những cái chương trình thể thao, trong những cái chương trình tuổi trẻ phù hợp, và tham gia diễn xuất trong những cái bộ phim web drama hoặc là những cái bộ phim điện ảnh phù hợp, những dự án vừa sức hơn. Còn hãy để những cái lĩnh vực chinh chiến mà nó cần cái thần thái của một con báo đen hoặc là thần thái của những chú hổ đi vồ mồi trên sàn catwalk cho những người họ phù hợp với cái công việc đó. Còn mình sẽ chinh chiến trong cái lĩnh vực mà rất là vừa sức với mình, để mình có thể thoải mái, không có bị người ta phán xét vì người ta biết cái đó thừa sức của Như Linh làm được. Em thì Như Linh hình như là còn làm về truyền thông đúng không ta? Còn đang làm công việc đúng không? Thì Ly rất là trân trọng về cái tâm thế của bạn khi đến với nghề người mẫu. Nhưng mà Ly vẫn có một lời khuyên là Như Linh vẫn giữ vững công việc của mình. Là xem cái công việc người mẫu nó như là một cái hoạt động. Khi mà bạn có thời gian muốn dành cho nó và không ngừng dành thời gian để tập luyện về cái kỹ năng đó thôi. Mình hãy xem nó như một kỹ năng. Bởi vì cái cơ hội thì nhiều khi nó sẽ tới với bạn. Và Ly không biết là vào ngày nào đó nó sẽ tới, nhưng mà mình cứ vẫn luôn dành thời gian tập luyện cho nó, và mình làm việc và tập luyện như vậy. Thì Ly tin chắc rằng là cơ hội tới thì Như Linh cứ nắm bắt và Như Linh thể hiện được những gì mình đã học và làm việc được thôi, như những gì Như Linh vừa chia sẻ vậy đó. Còn lại thì mình vẫn sống và làm việc như một con người bình thường, mang trong mình tình yêu với công việc người mẫu. Ly tin là từ từ rồi cũng sẽ nở hoa. Như Linh ơi, sau khi tham gia chương trình Một Giờ Hoán Đổi á, thì cảm xúc của em có đổi thay khác không? Dạ có chứ. Lúc ban đầu á, thì em tới vì cái đam mê, vì cái nhiệt huyết của em. Nhưng mà khi tới đây có nhiều cái mà mình phải đối diện, những cái sự thật mà mình không thể nào mà mình thấy được, không thể thấy qua truyền hình được, không thể thấy qua các cuộc thi được, mà phải bản thân mình phải trải nghiệm. Tại vì có nhiều cái mình phải khó khăn, những cái mà mình phải đương đầu á, mình phải cố gắng hơn nữa. Mặc dù là những mình chẳng có cái lợi thế gì cả, nên là mình phải nhìn vào thực tế để mình đi. Và cũng cảm ơn anh Hoài An đã giúp em hiểu hơn mình phải định hình cái thương hiệu bản thân, làm thế nào để mà mình trụ được trong nghề, và mình phải đi xa hơn thế nào. Cảm ơn chị Hương Ly đã giúp em hiểu hơn về bản thân mình có những cái hạn chế để mà mình đi con đường khác. Có nghĩa là cũng là một nghề người mẫu, nhưng mà em sẽ cố gắng trải nghiệm nhiều hơn về người mẫu lookbook, người mẫu ảnh, người mẫu TVC chẳng hạn.
Cảm ơn em đã tham gia chương trình ngày hôm nay và một lần nữa xin cảm ơn Ly, cảm ơn tiến sĩ Hòa An. Thưa quý vị khán giả, như vậy là thời lượng dành cho chương trình 1 giờ hoán đổi ngày hôm nay với chủ đề là nghề người mẫu cũng đã tạm khép lại. Có thể là trong khuôn khổ 1 giờ thì chưa có thể nào nói hết tất tần tật những khó khăn cũng như những thuận lợi khi chúng ta bước vào ngành nghề đây thú vị này. Nhưng mà chúng tôi tin chắc là đã giúp cho quý vị thở phào nhẹ nhõm khi mà chúng ta nghe được những cái thông tin rất là lạc quan về nghề, cũng giống như một mảnh vườn luôn luôn cần cái tâm người vun xới thì mới thu hoạch tốt được. Chúng tôi chúc cho quý vị sẽ luôn giữ được lửa khi chúng ta tham gia vào bất kỳ một đam mê nào. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình 1 giờ hoán đổi vào lúc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng vali, ba lô túi sách cao cấp Sacos. Xin chào và hẹn gặp lại. Sau chương trình này thì cũng giúp cho bản thân em có quyết tâm để trở thành một người mẫu ảnh chuyên nghiệp, và cũng mong muốn cho các bạn trẻ có những cái quyết tâm học hỏi nhiều hơn khi mà lấn sân vào trong nghề này, cũng như đây là một cái thử thách những cái công việc hàng ngày hay là công việc tương lai của con mà gia đình phải gia đình thông cảm và lắng nghe cũng như là hiểu hơn cho nghề người mẫu gia đình nhé.